Hôm qua, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6 năm 2022 theo hình thức trực tuyến tới Công an 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo chuyên đề về lực lượng cảnh sát nhân dân nhân dịp 60 năm ngày truyền thống. Qua đó khẳng định lực lượng cảnh sát nhân dân đã từng bước trưởng thành, lập nên những chiến công hiển hách rất đáng tự hào với truyền thống cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thần phục vụ. Các đại biểu hội nghị cũng đã được nghe báo cáo chuyên đề tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2022. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã định hướng một số nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 6 năm 2022, trong đó tập trung tuyên truyền đậm nét kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương năm khóa 13, tuyên truyền 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và một số nội dung khác.